Sau đây, sẽ có một căn video này các bạn riêng para camera Panasonic Lumix S5. Ok, Panasonic Lumix S5 này, cứ chia camera full frame, để vùng trực cầu bảo vệ nó cái áo chúng ta S3. Để mình được chia Panasonic Lumix S1A, Lumix S1, Lumix S1R, hay là S5 này phong đài. Mình chạy phong đài nó cứ S5 này cứ chia sử dụng gọi kì. Hai mặt phía bảo vệ nó cứ bàn phở bạch bàn phía trai mình tên, nó lưu quality bảo video, cần đối chia rụp phía. Hãy nhớ bị auto focus vẫn cứ improve trở lại mình lên. Thế này, nhóm đồng bằng hai nền ảnh này ông bị cài cầm nót setting được vào video nâng được biết pra Lumix S5 bản trầm trời. Cài cầm nót video function. Nên lưu con bổng vấn dưới miền khởi nhìn function đại nền không lúc miền SNQ nâng video mode. SNQ cứ xâm rạp thought slow motion record time lapse. Đâm bấy cầm nót dưới trời trôn nâng không menu image format 1 nâng nền ảnh khởi nhìn slow nâng quick setting. Cái này đi, khi em xong này nó là tầng ọc này, ở tầng mơ phần effect. Nơi không nít kê bằng hai anh thái chùm nối đón này cả thừa lươn, nâng chùm nối đón để thừa dựt. Chẳng, effect đó bằng timelapse cứ hồ tới đó 24 con. Hai xe mạp slow motion vĩnh cứ 180 frame, con nâng bằng 2.5, chứ mình thật vì slow mình thân. Cho tôi mới thiết mới tiết, cứ M mode, này cứ chưa function, xâm rạp thought video. Xâm rạp cài cầm nót, cứ dừng cho tôi lựa biệt menu, set image quality 1, nụ dừng nâng khởi biệt thả exposure mode. Nước không cần lại ní, dừng ai cầm nót bị được biệt thought auto nâng menu bàn. Chỉ tôi tới, nhóm ra viên menu, hỏi bởi dân trên đại tạng ổn hình thought block thông đá, hả đại xe rời trả án, nhóm này nôm đại tạng ổn hình ra auto. PAL nâng NTSC. Function này cứ tệ tôn cho mình một frame rate. Hãy dự tư tới dương tới gầm đọt bìa. Hãy đồng bày cho tôi đồ PAL nâng NTSC bán. Cứ dương tới chọc biệt menu Set Image Format 1. Dương nâng khởi biệt thả Switch NTSC PAL. Khăn crom function này cứ dương mình khởi nhạc format. Chỉ tư tới nhóm rơi dục file mù. Bởi vì lỡ không cài cho tôi cắt to. Ok, cá chơi rơi gầm đọt quality nâng image area of video. Nâng khởi nông tab image format 1 này phong đá. Cứ dương ai khởi nhạc function mũi đài sẽ xây thả rec quality. Nâng khởi nông lúc nè ai chơi rơi cầm rất phiếp cho bác phủ lệ cho đi rưỡi của 4K từ 8 lần rơi cá là bọn này bạp rạc. Nên lưu function mùi ní nè ai khởi nhạc image area of video. Nâng khởi nông tab này phong đá cứ dương ai cầm nọt ở camera dương bạp rạc sensor nà mùi full cứ bạp rạc full frame APS-C cứ pra mua chạy pram cùn crop sensor chỉ mua nâng cùn phép bình lệnh hả lỡ dương cho tựa đó focus function. Ok, để nhóm bật chạy bị khai lươn chân thà Panasonic Lumix F5 này cứ bán thuê bạch bọn phép từ lưu autofocus trai mệnh tên hay khả nông phong này lưu nè ai cho tựa đâu setting đồ bỏ autofocus bán đi khả nế cứ nâng khả nông tab focus càng cầm nót cứ dương tựa cho tựa khả nông AF custom setting khả nông nút nè ai khởi AF speed nâng sensitivity. Chia tu tới khi bạc việc thông để xa tại cả thọt bọc nhóm phía trơn cứ tiền tiền khi chạp rụp hiệp rồi hả. Tại bản thân chỉ là tặng ổn hình thọt vị thí ca rồi có cảm vị thí xem xếng. Đây mình trời ca auto focus rồi bươn lươn nữa cứ dừng ách set trầm thọm lại các bạn. Rồi có dứt trên này để mê miền phía smooth. Cái cầm nót xâm lệnh. Xâm lệnh cứ xâm khăn bản tên hay vị trí thiết xóm muối này khăn video. Xâm rắp cái cầm nót cứ dừng cho tôi khăn menu cho tôi rộp icon rụp mic. Nước này là bán khơi sound rec level adjustment. Nói khả năng function này, cứ dưỡng ai cho đơn pi level này xâm lệnh hay setting này là open port cứ mình ai cho lướt bị độ đập bì. Phiếp khăn rồi bỏ Panasonic này cứ phiếp tụp lùm nâng. Trong trăm tha, vi chạp đâm được 4 chữ mùi nâng GH5. Lumix GH5 cứ chia camera micro faucet. Đại Panasonic bàn phần lật mó cứ khăn mệnh tên. Xong tại ai này dưới tha, mình bạch pra cường chụp núi. Cứ cần đại sốt của mình cơ đại. Nếu không setting, dưỡng ách bạc bàn 7 function cứ Operation Mode, E-Stabilizer, nâng Boost IS. Các cầm nót setting xem xem. Function setting rồi bỏ camera Lumix S5 này cứ bắt đầu phép ngay xuống đoàn này bà. Vì mình ở nhảy nháy lý lắm cho một setting xem đi. Rồi setting cô bỏ viết cứ đặt đợi lại. Hai setting để dưỡng ổ xa phạm đố cứ viên thật nâng không tap đợi lại tại mà đâu. Chúng xâm rạp cài cầm nọt này phong đá khi mình bằng hành cho nền ngọt này. Hãy bình tỏa vì cài cầm nọt này rút cứ nền ngọt này mình bạch bỏ mà cầm nọt nó tiết đây. Cứ mình thay set up tầm đó cứ bởi màn hồn mong. Nên không nít khi mình nền ngọt này ở thư cài cài prái 4 chùm nọt ISO increment cứ prá mùi lửa 7 EV. Đại function này ai ăn dạng ở dương mình chùm lửa chán lửa ISO Extend ISO
Smart function này cứ trừ bài vía, xem rap ở setting ISO increment miễn bớt tập hiệp. Xem rap color spec khiêm này nói là này ở pra standard RGB. Auto exposure P A S M cứ đã cho off. Setting mình top để khiêm chọn anh này nói này cứ tiếng monitor display photo one. Constant preview cứ trừ bài function mùi này cứ tệ tông chỉ mùi display. Nơi bế anh này nói này thuộc cả pháp đồ phần lửa. Cần lái photo grid nít chỉ cần lái đập bạc ở dưỡng khơi mình tốt trong frame cứ bật hiệp nghề sử dụng ở nhà thọ tên ốc ách ăn vọt rùl bàn hai lúc này có ách bật viết phòng đài bật sân chỉ kết thả vấn trời cao viên hai smart function xem xe tiết đối chìa format card wifi bluetooth xem xe cứ dưỡng ách rõ khơi nâng tầm phòng rộp gồn sao chỉ trong cách nâng miên shortcut mới tiết cứ Q để cái hai thác quick function vì ách nôm lúc này từ phạm đồ setting mua chùm nguồn đối chìa exposure mode cầm rất phép chú bác cơ đôi chìa photo style để lúc này ai chưa dùng vlog dùng một pra phòng đài bên trái trong cõi vlog đài mô cho mô hình camera này cứ viên miên này không lý tạm bà đồng đài này được ổn hình bằng bài tinh viên mô install này thế ở cuối này bạn tui sẵn là video bằng bình đàm bảo chóc xâm ra bỏ mẹ một tháng lúc này ai chạy cho page đồ dùng không install ở cuối xong như video.